sợ cái mà. Ồ, nước trong veo nha. Ủa con coi sao mẹ? Con thấy con đó luôn. Con chỉ có cởi vậy. Thôi con bơi đi. Rồi đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi bơi chân. Con ôm anh lại sau. Bắn bay bùm bùm bùm. Đừng quay. Từ từ để mẹ quay. Ôi nó. Anh chạy đúng. Nó càng cũng nó chạy lại. Tới rừng đó hay không? Mấy bơ phộng ăn kìa. Nguyên bào này nó cứ chạy chạy vậy đó hả? Ôi mọi người nó nhìn mình kìa. Lúc đó mét à. Mét nước hả? Thử có lắp xoáy thử. Ê lắp xoáy lắp xoáy. Được nhưng mà ba nó rồi. Cá sấu đâu? Cá sấu đâu? Đây rồi. Ở rừng cá sấu đâu? Nó táp liền. Ôi
Ôi đỡ cái camera dưới kìa. Sợ sợ nó bị hư quá. Nên riêng con không có dép này, từ từ bế này. Khu vực này khu vực cấm. Rồi, ok. Rồi, xong. Thấy cơ hội ăn chay nhiều quá. Nấm rừng hả? Mới lấy sáng nay sao? Nấm mối hả? Anh là nằm dậy đánh đặt luôn á. Ôi ôi. Cái này hàng này hàng quý hiếm đấy ạ. Chỉ mùa mưa được ăn thôi. Lấy ít thôi ông đồng ơi. Anh bên này cần thêm chu cà. Đêm mà nó lại không, nó đói. Đỏ luôn á. Đó. Đêm mà bạn nào cứ kêu gọi là con đỏ mất chiếu bấy cho bên á, làm cho nó bay mất chiếu. Có anh nào ăn sung không? Phải sung muối không? Mấy sung, nhà có sung. Chào con nha, bye bye nha. Chào con nha. Nó dừng trượt chân nha mấy người, đây bơ, đá, đứa. Trượt chân nhé nha. Trời ơi, để nó sống đi, ông ơi. Bóc bóc. Đi ở giữa đây. 1, 2, 3. 4 5 để bắt tùng ba cho subi với subi. Mà nó có đồ vui chầu cô. Bên giỏi à? Ướt hả? Con gì đâu? Đâu đâu hả? Con nào đâu? Trời ơi chết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.